Khi tái sanh thì chúng sanh không mang theo cái nguyên cái con người khi còn sống. Vậy vì sao người thân tái sanh cõi ngạ quỷ lại là nguyên si hình tướng như lúc còn sống về tâm và hình dáng? Họ về trong mơ, hiện mờ ảo ngoài đời nhập xác vân vân. Mọi người hay nói chưa siêu giải thoát. Thì thứ nhất là sư đã có các video là mơ thấy người thân đã mất, vui lòng tìm. Rồi các cái video là vong nhập có thật hay không. Đó, những cái video đó có rất là nhiều rồi, quý vị có thể xem. Sư chỉ nói tóm gọn thôi. Nó có hai trường hợp. Một là ngày nghỉ nhiều thì đêm mơ đó, tức là do mình nghĩ thôi chứ thực tế không có ai mà báo mộng cho mình hết, chẳng qua là do mình tưởng tượng như vậy. Cái trường hợp thứ hai á, là khi mà phi nhân mà họ báo mộng cho mình á, nếu có thật nghe, mà cái sự có thật ở đây xin thưa là 1.000 người, 100.000 người, 1.000.000 người chưa chắc có được một người nha. Chưa chắc có được một trường hợp là có thật. Nói như thế để quý vị bớt cái sự tưởng tượng, để mình đỡ khổ trong dịp chân. Thì trong trường hợp có thật, thì khi mà họ có cái năng lực để họ báo mộng cho mình ấy, thì họ sẽ biến hiện thân thể với cái hình tướng giống với người thân khi mà còn là loài người, để mình dễ nhận ra. Chứ họ sẽ không có biến hiện hình tướng xấu xí, ghê tởm, ghê rợn. Nhưng mà đương nhiên có một số trường hợp thì người thân kém phước thì biến hiện, thì mình sẽ thấy là người thân với những hình dáng nó ghê sợ, thì trường hợp đó cũng có. Còn các cái chi tiết hơn thì vui lòng xem các cái video sư vừa nói. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.